Cô ấy không đóng cửa. Anh cẩu chạy cả ra bên ngoài, lỡ như nó đi mất thì phải làm sao? Cô có biết mèo ngày nào cũng chạy loạn khắp nơi. Tôi vừa mở cửa nó đã chạy thẳng lên giường tôi. Khắp nơi đều là lông mèo. Bây giờ lại làm vỡ cả đồ nữa. Cô có biết chúng rất quan trọng với chúng tôi không? Cô xem cô ấy khóc thành ra cái gì rồi nè. Cô có thể trông coi mèo của mình chút được không? Vậy cô có thể để ý bạn học của cô chút được không? Ăn xong cũng chẳng dọn, làm tắc bồn cầu cũng không thông, chỉ biết lấy nước ngọt trong tủ ra, chỉ biết lấy cũng chẳng biết mua. Tủ lạnh kia tự biết mọc ra nước ngọt à? Ngày nào tôi cũng phải theo sau mong cô ấy nhặt cái này dọn cái kia, tôi còn phải mua nước ngọt cho vào tủ cho cô ấy, tôi cũng không phải là bảo mẫu. Ai bảo cậu ấy lấy chứ, cậu có lấy không? Mình lấy rồi. Hoàng Hoàng, cô nói với bọn họ tạm thời đừng in tờ rơi nữa, bảo bên thiết kế hình ảnh bản 4 người đi. Chào anh, Kho Kho. Nội dung khái quát tôi gửi anh xem chưa? À, cái đó hả? Tôi xem rồi. Là câu chuyện Mary Sue, bốn bác sĩ nam đều yêu một cô gái làm hành chánh đúng không? Hình tượng của ba nam chính kia quá bình tĩnh. Chỉ có viện trưởng Tận Nam là khá ổn áp. Tôi có thể nhìn ra cô khá là có cảm tình với nam chính. Nhưng mà tôi thấy hơi khó hiểu, sao viện trưởng lại thích cô gái này? Điều này, nữ chính thì làm sao? Tuy hiện giờ nữ chính chỉ là một nhân viên hành chính nhỏ bé, nhưng mà cô ấy biết nấu cơm, biết làm thủ công, lại biết viết lách đăng mạng. Rất tốt mà. Tôi hiểu sự thiên vị của cô đối với nhân vật của chính mình. Nhưng mà tôi không nhìn ra được giữa bọn họ có thể nảy sinh tình cảm gì đó. Tôi kiến nghị cô có thể giữ nguyên nam chính, nhưng hãy ghép đôi một cô gái tốt hơn cho anh ta. Để tôi về thay đổi, chỉnh sửa lại, rồi gửi cho anh xem. Được rồi. Tạm biệt Kho Kho. Anh cậu, sao mày lại ở đây một mình thế? Về rồi hả? Sao cô không đóng cửa thế? Anh cậu nó ra ngoài luôn rồi. Lỡ như nó đi mất thì phải làm sao? Xin lỗi, vừa rồi tôi không để ý. Không để ý? Cái gì cô cũng không để ý? Cửa cũng không đóng, ăn uống xong cũng không thu dọn. Hôm đó bồn cầu bị cô làm tắt cô cũng không biết. Cái này anh cậu. Good May ngày càng thịnh vượng, ai cũng thành siêu sao. Sao vậy? Sao thế? Mèo làm vỡ thạch đầu rồi. Cô ấy không đóng cửa. Anh cẩu chạy cả ra bên ngoài, lỡ như nó đi mất thì phải làm sao? Cô có biết mèo ngày nào cũng chạy loạn khắp nơi. Tôi vừa mở cửa nó đã chạy thẳng lên giường tôi. Khắp nơi đều là lông mèo. Bây giờ lại làm vỡ cả đồ nữa. Cô có biết chúng rất quan trọng với chúng tôi không? Cô xem cô ấy khóc thành ra cái gì rồi nè. Cô có thể trông coi mèo của mình chút được không? Vậy cô có thể để ý bạn học của cô chút được không? Ăn xong cũng chẳng dọn, làm tắc bồn cầu cũng không thông, chỉ biết lấy nước ngọt trong tủ ra, chỉ biết lấy cũng chẳng biết mua. Tủ lạnh kia tự biết mọc ra nước ngọt à? Ngày nào tôi cũng phải theo sau mong cô ấy nhặt cái này dọn cái kia, tôi còn phải mua nước ngọt cho vào tủ cho cô ấy, tôi cũng không phải là bảo mẫu. Ai bảo cậu ấy lấy chứ, cậu có lấy không? Mình lấy rồi. Đang nói mèo mà tự nhiên nói nước ngọt làm gì chứ? Được rồi mà. Được rồi. Cậu lấy nước ngọt của người ta làm gì chứ?
Chẳng phải cậu lợi hại lắm sao? Trả tiền đi. Người như cậu ngày tôi gặp tới 8 người cơ. Tôi sợ cậu chắc. Chẳng phải cậu báo cảnh sát sao? Báo cảnh sát có tác dụng à? Còn chạy nữa, bắt được cậu rồi. Không tìm cậu thì tìm ai? Chẳng phải cậu lợi hại lắm sao? Yên tâm đi, đều đang rất tốt. Ông chủ, phẫu thuật của bố cậu thế nào rồi, có thuận lợi không? Phẫu thuật vô cùng thành công. Báo cáo bệnh lý gì đó đều rất bình thường. Cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi rồi. Lúc trước khiến tôi lo chết được. Vậy thì tốt, tốt rồi. Tôi gọi điện cho cậu là vì có một chuyện gấp muốn nói với cậu, anh nói đi. Tạp chí Vision lại tổ chức một hoạt động chụp ảnh ngoài trời quy mô lớn cùng Mã Bang của Trà Mã Cổ Đạo. Đi tìm hiểu phong tục tập quán là cơ hội cực kỳ hiếm có. Đây là chuyện tốt. Để tôi đi đi. Cho nên chẳng phải tôi gọi cho cậu ra đây sao? Chuyện này chắc chắn là một chuyện tốt. Chỉ là thời gian dài, trước sau gì cũng sắp xỉ một năm. Dài thế à? Sản xuất phim mà. Nếu cậu đi thì mau chóng quay về làm đơn xin. Tuần sau hẳn là phải xuất phát rồi. Ưu Tú à, hạng mục voi di cư về phía Bắc lần trước cậu đã bỏ lỡ, lần này cậu phải cân nhắc cho kỹ đấy. Được rồi, tôi sẽ cân nhắc thật kỹ. Được rồi, vậy lúc nào cân nhắc xong thì báo cho tôi. Được, tạm biệt ông chủ. Tạm biệt. Cô chủ nhỏ đi rồi. Đi rồi. Mình nghe tiếng cô ấy đi mình mới dám ra đó. Những ngày tháng thế này phải sống sao đây? Chẳng phải cô ấy làm luân ca sao? Nếu về sau đều làm ca đêm thì tốt rồi. Đều trách mình không nên cãi nhau với người ta. Đều trách mình. Mấy hôm trước tâm trạng không tốt, không cẩn thận khiến mọi người cãi nhau to. Đầu sỏ tội lỗi chính là cái tên Tề Tụng đó. Là bạn tấm bé của cậu à? Bạn tấm bé gì chứ? Số câu mình nói với cậu ta suốt 3 năm cấp 3 còn không bằng hai chúng ta trò chuyện trong một đêm. Chủ yếu là lúc trước mình còn coi người ta là em trai nhỏ nữa. Kết quả không ngờ năng lực của người ta lại mạnh như vậy. Mất mặt chết đi được. Em trai nhỏ đó của cậu còn tốt. Cậu xem em trai nhỏ của mình đi, trực tiếp chạy mất rồi. Còn một tuần nữa là tới vở diễn báo cáo rồi. Mình phải làm sao đây? Cậu nói xem, nếu như cái chăn này trùm lên một cái là tới ngày tận thế, vậy thì tốt biết bao. Tỉnh táo một chút. Ngày tận thế gì chứ? Hôm nay mình còn phải họp báo cáo nữa. Mình phải rửa nhục. Cậu mau lấy lại tinh thần đi. Rời xa em trai nhỏ của cậu thì trái đất không xoay nữa à? Đúng. Phải xoay. Không có cậu ta trái đất vẫn xoay như thường. Mình đã tìm được người thay thế cậu ta rồi.